Rồi ok anh em ha, thì hiện tại giờ là anh em mình sẽ bắt đầu từ Ninh Thuận và Phan Thiết. Đó, giờ sẽ trẻ về lại Đạo Lạc ha. Thì là đạt chơi một chút nữa. Thì tiếp tục hành trình thôi nha anh em. Let's go. Nắng mà khó thở luôn rồi. Hả, nắng khó thở luôn. Không quá nắng quá. Hả? Thôi cái đi. Ghê rồi. Rồi, tiếp tục Đạo Lạc thôi anh em ơi. Anh em, tiếp tục Đạo Lạc nha. Anh nhìn mặt bơ vơ hết trơn rồi. Hiện tại giờ mình đang ở Vĩnh. Mình đang ở đâu đâu? Vĩnh ở Ninh Thuận đúng không? Ninh Thuận. Đang là chưa cuối đâu, đi xuống nữa mới cuối. Rồi. Chế chạy đường này, anh ơi, đường này nhiều công an không ta? Không, ít à? Có bắn tốc độ nhiều không ta? Dạ. À, dạ, đấy có ạ. Nói chung là anh kêu không có, nhưng mình cứ canh an toàn chứ. Không, không, anh nói không. Đây là dốc nó khoảng bao nhiêu cây anh? 20 cây. À. Chạy có tầm 70 thôi. 80 thôi. Hay quá, ngồi đây chạm rốt cũng mất. Hai my friend đồng hành với mình. Rồi, đây, đây đi đâu. Thử thách 6 ngày 6 đêm đi phượt. Sếp gọi không về. Không. Bồ gọi cũng về, do gọi cũng về. Hết tiền về. Get go. Get go, get go. Rồi, ai dẫn đoàn đây? Mấy tôi dẫn tao lùm tao trước hả? Rồi ok, chờ chờ mạnh ra luôn. Ê, gánh cái miếng đó nhiêu ạ? À? Ừ. Kiểm chị kiểm tra gì? Kiểm tra kỹ kỹ đi anh em. Kiểm tra kỹ kỹ. Để bao tay hả? Ok anh em nha, anh em mình phải chia sẻ nha, đúng không? Một tay, một tay. Ok. Thôi cuối là rồi đi. Rồi đây đây. Rồi đi anh em ơi. Ê từ 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 từ. Chờ chút. Dạ đây, không cần đó. Ừ. Không quen được. Không quen. Không chơi, không đi bao được. Không thích bao. Thích ta chầm tay chầm là được không? Ừ. Ok đi. Đường đi Đà Lạt có vẻ là hơi gồ ghề anh em ạ. À. Đấy xảy gì ta? Đập hả trời? Nó sẽ đập hả? Đập hay đường hầm gì ta? Ấy dạ, đúng là winner đi off-road anh em ạ. À. Này biết đường này thôi bá cháy. Đường xấu quá trời. Cái gì? Đường xấu dưới ta. Ây da, ây da, ây da, ây da. Đường xấu anh em ơi. À, giờ phút này mới thở nè. Nên ăn làm cái gì á. Từ đây lên Đà Lạt phải 100 cây nữa mà anh em. Ôi đề bao và thế đi mà thế mà đi thôi anh em ơi. Hiện tại giờ mới vẫn còn trong địa phận của Ninh Thuận anh em ơi. Đi hoài hoài đúng á. Xa Thuận rộng quá. Mới qua được Ninh Sơn anh em ạ. Anh em ở nào ở Ninh Sơn, Ninh Thuận không? Còn đây là còn đi tới đây là khúc nào mình qua quên mất tiêu rồi. Vừa qua Ninh Sơn là Ninh gì anh em?
Mình có nhìn không thấy có địa chỉ. Ở mình mới qua Ninh Sơn anh em ạ. Ở trước kia là núi kìa, có cái đường lên, đừng nói là leo núi nha anh em. Mà nãy giờ đi hoài mà vẫn chưa ra được khỏi Ninh Thuận anh em ạ. Ở Ninh Thuận này có con đường tắt đâm thẳng lên Đà Lạt có 100 cây số à, nên là sẵn tiện là băng qua luôn anh em ơi. Mấy anh em của mình đằng sau rồi, anh em của mình đằng sau, mình đưa cho anh em mình đi lên trước à. Nó khó thở quá anh em ơi, nắng mà khó thở luôn rồi hả, nắng khó thở luôn, không quá nắng quá hả, thôi cái đi kia rồi. Nặng quá trời anh em ơi, chịu không nổi luôn á, nặng quá. Mấy bữa trước thì ở đây mưa lắm anh em ạ, mấy trước đây mưa lắm, bây giờ tự nhiên non hay à, mấy ngày lễ mưa giờ nắng đi chơi thoải mái, nhưng mà nắng quá cũng không tốt anh em ơi, nói chung là thời tiết nào cũng che hết trơn. Thôi anh em ơi cứ tiếp tục đi thôi ha. Chỗ này Ninh Thuận đẹp quá anh em ơi, ruộng nè, núi nè, trước mặt là núi nè, đây ruộng nè, quá đã anh em ạ. Mà thấy cái ồ, bên đây núi đẹp nè, bên đây núi mới đẹp anh em ạ. Thấy xe tải đậu là thấy công an thấy không? Ừ. Đi đàn tàn thôi. Khu này mà cũng có công an hả trời. Đường này vô khu này có thể nó hơi khó đi ta. Quá dữ đâu trời, kinh dạ. Khu này là thuộc Ninh Thuận ra, vẫn còn thuộc Ninh Thuận đúng không? Mà vẫn Ninh Thuận rồi đúng không? Này vẫn Ninh Thuận à, Ninh Sơn. Wow. Hả? Ừ, thì như vậy á. Nó dẫn nước lên đồi hay gì đó, dẫn điện gì á. Anh em nhìn nè, thế ra cái khúc Ninh Sơn chỗ này là đồi núi nhiều đó, đúng thiệt. Ninh Sơn là có chữ Sơn ở trong là anh em hiểu rồi, đồi núi hợp lý nha. Nãy mình đi từ xa lên cứ tưởng là leo núi chứ anh em, ở leo núi là thua luôn á. Ở trên núi có cái gì mà kỳ bí ta, anh em nhìn thấy không? Nhìn khủng lắm. Đi từ nhìn từ xa cũng không chưa phân biệt được. Mà nhưng mà cảnh đẹp anh em. Núi không à, đã. Cái tuyến đường mà đi từ bên Ninh Thuận à, bên Phan Thiết đi thẳng ngược về là mình đi tắt về à, sang Đà Lạt đó anh em. Là Ninh Sơn nè, cũng này nè. Đường đẹp nữa. Đường cảnh đẹp nha anh em. Đường thì có khúc gồ ghề đi khó đi lắm, nhưng mà cảnh đẹp lắm. Ôi trời, sướng. Đẹp quá, cảnh đẹp quá. Ôi trời, đúng tính chất là đi để khám phá luôn anh em ạ. Kéo gì đó. À, cái này là gì đây, nhà máy thủy điện Đa Nhiêm hả? Quá wow, mát quá, cái này mát nè. Ừ,
Ồ như này mát ha. Mát ha. Bắt đầu mát mát rồi đó. Ừ. Quay. Đi từ từ ra anh em ơi, chuẩn bị leo núi nè anh em ơi. Khúc này là leo núi rồi nè. Ui chà chà. Anh em ơi, leo núi rồi, leo núi rồi. Đang nạp số 4 nè. Để số 4 chạy không được, lên số 5 đi cho nó đỡ đỡ đi máy. Nãy là mình là đi biển rồi đúng không em? Wow, chất thịt chứ anh em. Đã quá. Ok anh em. Đường đẹp quá, đường đẹp quá. Sao mình đi khúc nào cũng thấy đẹp hết trơn rồi trời. Wow, đẹp quá anh em ơi, đẹp quá anh em ơi. Nhìn kìa, hoành tráng lắm. Đó, anh em thấy không? Ở trên kia giống như là điện sao á, nước xuống dưới đây. Quá đẹp luôn anh em ơi, đường đẹp quá. Khúc này đi buổi tối nói chung là cũng khá là nguy hiểm nè. Nhưng mà hạn chế đi tối, nghe bảo khúc này cũng tâm linh lắm anh em ạ. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Wow, wow, gì đây?